Chào các bạn và các khán giả của kênh Vũ Thi Hôm. Kênh Vũ Thi Hôm với phương châm chia sẻ là niềm vui. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái công cụ mà Zalo vừa mới cập nhật, đó là Zavi Meeting. Zavi Meeting này nó có ứng dụng là có thể gọi cho video cho 100 người và trong vòng 24 tiếng. Với cái chức năng này thì rất là thuận lợi cho các giáo viên có thể tạo ra một lớp học qua trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Như vậy thì công cụ Zavi Meeting này được cập nhật cũng như cài đặt như thế nào? Và nó được tạo ra một lớp học trực tuyến trên máy tính cũng như trên điện thoại ra sao? Thì xin mời các bạn nhìn lên màn hình và cùng thực hiện theo mình nha. Từ cái giao diện Zalo của mình, các bạn quan sát phía bên tay trái, nếu không có cái biểu tượng hình camera máy quay phim thì Zavi Meeting chưa cập nhật. Thì để cập nhật được Zavi Meeting này thì các bạn nhìn phía góc trái có cái bánh răng cưa đó, đó là cái bánh răng cài đặt. Các bạn nhấp vào bánh răng này, và khi nhấp vào bánh răng này chúng ta sẽ có là nhấp vào chữ giới thiệu, tiếp theo nhấn vào chữ giới thiệu, và sau khi nhấp vào giới thiệu thì chúng ta sẽ thấy được là đây chính là cái phiên bản Zalo dành cho máy tính hiện có của chúng ta. Và để chúng ta cập nhật được cái phiên bản Zalo mới thì các bạn nhấn vào chữ tải Zalo cho PC theo cái đường link kế bên, rồi các bạn nhấp vào. Rồi khi các bạn nhấp vào đó thì xuất hiện chữ tải ngay, thì có cái mũi tên màu trắng đó, chúng ta tiến hành là tải cái file về. Rồi sau khi tiến hành tải xong thì chúng ta nhấp vào file mới vừa tải để chúng ta tiến hành là cập nhật cũng như là cài đặt cái phiên bản Zalo mới. Rồi chúng ta nhấp vào cái file Zalo để chúng ta tiến hành cài đặt và cập nhật phiên bản Zalo mới cũng như là nó sẽ cập nhật cái chức năng là Zavi Meeting. Nhấp vào và chúng ta tiếp tục nhấn chữ run để cho nó cập nhật. Rồi các bạn chờ xíu để chúng ta nó cập nhật. Rồi chúng ta tiến hành cài đặt và cập nhật. Rồi sau khi mà chúng ta đã cài đặt xong thì chúng ta sẽ nhấp lại một Zalo một lần nữa để Zalo nó sẽ cập nhật phiên bản mới nhất. Rồi đây chính là quá trình mà Zalo nó sẽ cập nhật cái phiên bản mới nhất. Ở đó có sẽ có chức năng là Zavi Meeting. Đang tiến hành cài đặt các bạn. Rồi, hiện tại mình sẽ phóng bự lên cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ quan sát phía bên góc trái, các bạn thấy rất là rõ đi, đã xuất hiện gì rồi? Đã xuất hiện một cái biểu tượng là cái hình là máy quay phim hay là cái camera. Đó chính là cái Zavi Meeting. Đó Zavi Meeting là các bạn mới vừa cập nhật xong. Đó hoặc phía bên trên này cũng có hình camera, có nghĩa là Zavi Meeting đã được cập nhật xong. Rồi để tạo một lớp học trực tuyến thì ta nhấn vào cái biểu tượng là camera, đó chính là biểu tượng là Zavi Meeting. Nhấp vào và xuất hiện chữ là Zavi Meeting. Zavi Meeting và cái Zavi Meeting này ở dưới ta sẽ có hai cái công cụ giống như là các cái công cụ trực tuyến khác, đó là tạo ra cuộc họp và tham dự cuộc họp. Thì các bạn nhấn vào là tạo cuộc họp hay là tạo lớp học trực tuyến. Rồi thì chủ đề thì chúng ta có thể đặt tên cái chủ đề, nếu là mà các giáo viên thì chúng ta có thể chọn lớp mà mình tạo lớp học trực tuyến đó, lớp. Rồi bây giờ mình sẽ xóa, mình đặt tên chủ đề lại. Đây là các giáo viên thì mình dạy lớp nào thì mình sẽ đổi tên thành lớp đó. Ví dụ đây mình dạy, ví dụ là mình đổi tên chủ đề đó là lớp 12A12. Rồi các bạn nghe, ghi lại lớp 12A12. Môn lý đi, mình cập nhật môn lý lớp lý 12A12. Rồi mật khẩu thì đây là mật khẩu mặc định của nó. Nếu như các bạn không thích mật khẩu mặc định của nó thì chúng ta có thể xóa đi và chúng ta đặt lại mật khẩu mới cho riêng mình. Ví dụ đây mình không thích cái mật khẩu đó, mình sẽ xóa và mình đặt mật khẩu lại là 123456 và xuất hiện là tạo cuộc họp. Rồi nhấn vào thêm tùy chỉnh, thì tùy chỉnh này là yêu cầu đăng nhập để tham dự cuộc họp nè, hoặc là tắt mic các thành viên lúc mới vào cuộc họp, hoặc là tắt cái camera thành viên lúc mới vào cuộc họp. Coi chúng ta chọn hết đi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhấn vào tạo một cuộc họp. Rồi khi nhấn vào tạo cuộc họp thì lớp lý 12A12 đã được tạo.
Rồi, đây chính là các cái thông tin của cuộc họp. Cuộc họp đã sẵn sàng, gồm chủ đề là lớp lý 12A12. Người tổ chức là Nguyễn Thế Vũ. Link tham dự nghĩa là link này các bạn có thể copy đường link này để gửi cho cái lớp 12A12 để mà có thể tham gia cuộc lớp học trực tuyến này. Rồi mã cuộc họp hoặc là mật khẩu tham dự thì các bạn thấy là 123456 đó. Rồi, phía dưới là sao chép thông tin hoặc là mời người tham dự. Rồi, sau khi mà có được thông tin rồi, đây chính là giao diện của cái Zalo Zavi Meeting các bạn. Cũng giống như các công cụ trực tuyến khác thôi. Thì cũng có là cái mic nè, mình mở mic hoặc là tắt mic nè, hoặc là mở camera và tắt camera. Rồi bây giờ để mà chúng ta có thể là tạo ra một lớp học trực tuyến cho lớp 12A12, chúng ta sao chép cái thông tin. Sao chép thông tin là sao chép cái đường link đó để gửi cho lớp 12A12, nghĩa là gửi cho một cái nhóm người nào đó. Để mà cái người đó, ví dụ như là bây giờ mình sẽ mở Zalo. Bây giờ mình sẽ mở Zalo để mà mình sẽ gửi cái đường link này để đến lớp, đến một nhóm nào đó, đúng không? Ví dụ là mình sẽ gửi đến là lớp là nhóm gia đình đi, để làm tránh làm phiền là nhóm gia đình. Đó, có thể gửi nhóm gia đình. Đó, sao chép đường link gửi đến gia đình. Rồi thì bây giờ các bạn thấy là đây là nhóm gia đình rồi, thì mình có thể là gửi cái đường link đó. Mình sẽ nhấn vào link phải, mình sẽ gửi. Rồi mình sẽ dán vào. Rồi mình sẽ dán vào và mình sẽ gửi. Nhấn vào chữ gửi. Đó. Các bạn khi nhấn vào chữ gửi thì cái chữ Zavi rất là lớn. Đó chính là đường link tham gia cái lớp học trực tuyến của mình ở trên Zalo Meeting. Đó, thì lớp người nào nhận cái đường link này có thể là khi em nhấn vào đường link này có thể tham gia vào cuộc lớp học trực tuyến của mình một cách rất là dễ dàng. Rồi hoặc là chúng ta có thể mời, nhấp vào chữ camera đó có thể mời. Ở đây mình vừa mời hai người, đó là Thiên Kim và Vũ Thị Khôi Kim. Rồi chúng ta sẽ gọi nhóm. Nhấp vào chữ gọi nhóm. Rồi khi các bạn gọi nhóm thì lúc này là Zalo nó sẽ gọi video cho hai người là đang đổ chuông, các bạn thấy không? Đang đổ chuông. Rồi, đó chính là giao diện khi mà chúng ta đã gọi cho hai người. Giao diện là lưới nè, hoặc là hội nghị nè, lưới nè, đó là gồm các cái giao diện hình, các camera khác nhau để có thể trao đổi với nhau, trao đổi trực tuyến với nhau, hoặc là chúng ta là hội nghị, nhắm vào chữ hội nghị đó, thì các bạn có thể trao đổi trực tiếp với nhau nên tạo ra một lớp trực tuyến rất là dễ dàng. Rồi bên cạnh đó có thể chia sẻ màn hình, thì các bạn nhìn vào phía góc trái có cái biểu tượng là màn hình, nhấn vào có thể chia sẻ màn hình cũng giống như các công cụ trực tuyến khác. Và chúng ta sẽ nhấn từ bắt đầu chia sẻ là mọi cái màn hình của chúng ta sẽ được chia sẻ đến các cái thành viên trong nhóm của chúng ta, trong cuộc trong lớp học trực tuyến của chúng ta. Rồi để tạo trên điện thoại thì chúng ta sẽ cài app Zavi Meeting trên điện thoại từ CH Play. Trong một tìm kiếm chúng ta nhắm vào chữ Zavi Meeting. Thì nhắn chữ Zavi là xuất hiện một cái camera màu xanh dương. Đó các bạn nhấp vào. Và nhấp vào chữ cài đặt để chúng ta tiến hành cài đặt chữ Zavi Meeting này. Và quá trình cài đặt đang được thực hiện. Rồi sau khi đã cài đặt xong thì xuất hiện chữ mở, thì các bạn sẽ nhấp vào chữ mở. Rồi đây chính là giao diện của Zavi Meeting. Rồi các bạn có thể đăng nhập bằng Zalo. Rồi cũng xuất hiện hai cái công cụ là tạo cuộc họp cũng như tham gia cuộc họp giống như trên máy tính. Thì các bạn để tạo ra một cuộc họp thì các bạn nhấp vào tạo cuộc họp. Rồi các bạn nhấn vào tạo cuộc họp và bắt đầu. Rồi chia sẻ, cho phép, rồi chia sẻ thông cuộc họp. Đây chính là giao diện của Zavi Meeting trên điện thoại. Và bây giờ mình chia sẻ thông tin đến một cái người nhóm người nào đó, thì chúng ta chỉ cần việc là từ Zalo đó mình sẽ nhắn vào, ví dụ đây mình mời là Vũ Thi nè, Vũ Thi Khôi Kim nè, mình sẽ gửi cái đường link đó. Thì Vũ Thi Khôi Kim này khi mà nhận vào đường link đó thì nhấp vào đường link thì sẽ tham gia một cái cuộc họp trên điện thoại. Đó các bạn thấy không nè. Lúc này là bạn Vũ Thi Khôi Kim đã tham gia là gồm hai thành viên.
Rồi bây giờ mình có thể thêm một thành viên nữa thì mình cứ gửi đường link đó, chia sẻ thông tin cuộc họp, nhấp vào. Và chúng ta cũng sẽ gửi đến cái Zalo group hoặc là Zalo cá nhân. Bây giờ mình gửi cho bạn Thiên Kim này. Đó, nhấn vào cho Thiên Kim. Rồi, thì chúng ta chia sẻ cho bạn Thiên Kim thì bạn Thiên Kim thấy những đường link này thì nhấp vào đường link này thì bạn có thể là tham gia một lớp học một cách rất là nhanh chóng. Rồi, vậy là các bạn đã nhấp vào đường link. Rồi, vậy là chúng ta sẽ kết nối được với hai người. Đó là ba người rồi. Đó là hai người rồi. Thì là tổng cộng là có ba người. Rồi chúng ta có thể là kết nối nhiều hơn. Và đây chính là giao diện của Zavi Meeting trên điện thoại của chúng ta. Chúng ta có thể gọi cho group hoặc gọi cho nhóm hoặc là nhiều người. Rồi thì chúc các bạn thực hiện thành công. Như vậy mình mới vừa chia sẻ cho các bạn xong một cái công cụ mà Zalo vừa mới cập nhật, đó là Zavi Meeting, có ứng dụng là gọi video khoảng 100 người trong vòng 24 tiếng. Thì công cụ này rất là hữu ích cho các giáo viên có thể tạo ra một lớp học và trực tuyến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Mình xin kết thúc clip tại đây. Các bạn thấy clip hay và ý nghĩa, hãy cho mình một đăng ký, một like và một chia sẻ để mình có được động lực cho những clip chia sẻ tiếp theo hay hơn và ý nghĩa hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Và năm mới xin chúc các bạn và các khán giả của kênh Vũ Thị Hôm mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, an khang thịnh vượng và đạt nhiều thành công mới trong năm mới. Xin trân trọng kính chào.